hay sọp khné nâng cả đắk nông bờ tây chiết đào phiệp về tận địa lồng ba phong sắp tới bên nâng bờ thề rạ từng lái lục ban bổ mồ khné nằm khné sờ xề tới trai bệ đọ đài tầm bông lái mình tan miên sạc rớt mình tan miên ạ so thì cứ lục chạm mặt chẳng bàn được nông cầm pí lục hào tham múc hạ bàn nó cứ tha bởi trai bệ đọ chạm mặt đôi nhiệt nhôm sốt dạng kênh chẳng đó lục tầng o lục nẹ trô truông khăn vì nấy lục sốt vì nấy chẳng đọc bầy phịa mày dường nâng cứ tha sốt ru chọp tầng o ấy lục nẹ trô truông khăn bởi sốt nâng còn lục chăm khăn bởi sốt tớ lục nẹ trô truông khăn bởi áp bởi thom nâng còn lục chăm bởi áp bởi thom tớ có phần tay lúc cực thạp bởi sân bà ớt nông khá nê sơ đạc nông sơ lạc rực tế Phật sạc sơ nà nâng ớt hà nâng ớt hay ớt miên nè bần to vên thiệt tế chân bàn ông đại lục miên sma ở đây lục miên mà nè sơ ca sơ lạnh bởi Phật sạc sơ nà lúc nông khá nê sơ xê là hô đào ban thệ mà đào dương sập ngày nay dương ban tự tu chân ban atma sum rum lực tha tự sang miền côn thông thi na nhận nhầm dương không khơi mà trung tôi nâng sắp tới lúc bẩm bát côn tự sang đại lục không prang prang dạng chân ông dạng chân ông đôi non cạn này bờ tây dương tự sang chân phù mũi mơn ông hay non núi dương khơi tập tự sang lo chân na các bậc thầy dường khơi tâm mà trung tội mũi để lục vào Phật khóc hay sắp tới dường mau từng ở tham Phật sang bậc đăng thành chân anh thử bon cho mũi thế rồi tới rồi hồ đàm miên để kha thà anh sẽ đai vô sẽ đai vì môn bậc đăng thành chân anh mình từ thử bon cho mũi lâu nâng thêm các bậc thầy tam bất cả na bậc dường thử sẽ đây là cho mũi Phật sang dường ở tư chấm bùa sang cứ thà chật bao dường sao sọt là lo ăn miên mình tự sang sai ý tưởng đi nhầm và cả na còn để chập lực nực hơi đau hơi,ประมาณ ngày đi hơi chân rừng rào bình tĩnh bình tuôi mình lo từ thưa ở Phật Bảo sát mà chấm nuôn đơn con miên là hồn đó sọt từng một bị chạ luôn ấy từ tiệt nó ngặt mà về đôi chỉ cái độc cái đuôi cái nông chật này nâng phá ông nâng cho ngày cầu phá hạt mà ý tư 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 mình nhận dùng đôi ủ thọ thật tự bệnh bạc tự nhận dùng đó tự một bệnh chất hạt mà ý màu nâng ả rộm phiếp cực đu phiếp đầy dương kết thả rương mình cua thật lệ tư chung bố nè mình khâu nó đôi bịa khám ai dương lực lượng thà sđai nẹ miền lối mình thử bồn sđai nẹ miền côn mình nở ruột sđai nẹ trẻ đăng bật bật khâu sđai nẹ miền cầm ho bay chìa miền tổ lập lư đấy nhớ lập lư đấy nâng thế nè trong cầu nè sđai nẹ miền cầm ho bay chìa chập tổ nâng sđai thằng buồn nâng sau bao nhiệt nhớ bạn đạp thì mũi sđai nè nè thì mũi sẽ đai nẹ miên trọc mình thử bồn nẹ miên trọc chứ ra nà nhật nhôm sọc mai dương bờ sở rộp ốc nhà miên bẩm bay rôi ốc nhà chiêng nàng chứ ra nà ốc nhà sọc mai dương dù thà ốc nhà bẩm mát nẹ đại chứ ra nàng bẩm bột sạch nà nàng mà thử bồn hơi khơi lộ riêng sốt ấy chui ô bật thăm ấy ấy hô hai nàng miên bẩm mát nẹ thật tích nà hay nẹ đai là môm ấy thế là hồi đó nè khác bay bị mất bằng rót bị co ấy thế đại chuyện nè mà thôi bọn nó mở mục ở đây là đây nên khơi bọn na có khơi mục nâng đây nâng chân dân sđai thà hạt ấy ban nè miên mà chấm nuôn mình thôi bọn nâng nè miên mà chấm nuôn ốc nhai chấm tiêu ai giật đom mà chấm nuôn nâng để lui sờ bao na nó mai còn mình mà thôi bọn nâng hãy xua tha vây thằng ọt để quạt miên nó cật vô tật ban là thả ọt thế
អសកោលោកោសពាំងបហាយៈគមនីយ៉ាងរបស់ទាំងអស់ត្រូវលះបង់ហើយទៅអត់មានអ្នកណាយកអីទៅទេដែលយកទៅតាមជាមួយនឹងមានតែសេចក្តីល្អមានតែគុណធម៌តែប៉ុណ្ណោះហ្នឹងហើយហ្នឹងស្ដាយទី 1 ស្ដាយអ្នកមានទ្រព្យមិនធ្វើបុណ្យទី 2 ស្ដាយអ្នកមានគុណមិននៅរស់នេះដូចបាសសកសង្ឃុំហ្នឹងលោកម្ចាស់ ព្រះអង្គគ្រូបញ្ញាបតិបោមានការស្ដាយបងប្អូនកូនចៅអីទាំងអស់ក៏ស្ដាយញាតិញោមក៏ដូចគ្នាពុកម្ដាយស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅស្ដាយណាស់ជួនកាលពេលដែលគាត់នៅមានជីវិតរស់នៅអាចថាយើងចិញ្ចឹមគាត់ស្រួលអាចមានមធ្យោបាយអីឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តអីទៅបានក៏ប៉ុន្តែពេលនឹងយើងអត់មានលុយមានកាក់ក្រលហេមលហាម นั่นน่ะสมัยแต่แม่หรือเอาเคลียนพลายทุเรนมาพลายนึงเอาโกนติ้งเอานึงโกนอดอดมีนลุยติ้งเอาปุ๊กมาได้ទៀតนั่นน่ะก็ปន្តែគាត់ស្លាប់ចោលបាត់ហើយដល់ទៅពេលខ្លួនឯងប្រកបមុខរបររត់ទទួលទៀនមានបានមានលុយមានកាក់រហូតដល់មានឡានមានវិឡាមានដុល្លារអីទៅទៀតស្រាប់តែគាត់ស្លាប់ចោលអស់ស្ដាយណាស់ស្ដាយ ដែលអ្នកមានគុណអត់នៅរស់ហើយម៉ែជាគិតថាបើសិនជាអ្នកមានគុណនឹងនៅរស់ម្លេះសមអាត្មាអញមិនដឹងជាសុបាយប៉ុណ្ណាទេធ្វើបុណ្យជាមួយគាត់ឃើញគេមានម៉ែមានឪគេជូននេះជូននោះម៉ែឪខែហេមន់សន្តិដៅអីហ្នឹងគឺថាខ្លួនឯងវាក្តុកក្តួលអស់ហើយអត់មានម៉ែមានអីធ្វើបុណ្យជាមួយហ្នឹងអញ្ចឹងបានសូមឲ្យយើងដែលនៅម៉ែនៅឪនេះគឺថាកុំឲ្យមានវិបបដិសារីនៅទី នៅទីបំផុតគឺថាមានលោកអ្នកខ្លះអាត្មាឃើញផ្ទាល់ដូចជាពិសេសនៅស្រុកស្រែជនបទដាច់ស្រយាលអីហ្នឹងជួនកាលកូនទៅផ្សារផ្សារវានៅឆ្ងាយផ្ដាំផ្ញើថាកូនណាបើកូនឯងទៅផ្សារណែឃើញផ្លែសាវម៉ៅអីទិញផ្ញើម៉ែ2គីឡូផង កូនគេឆ្លើយមកថាមិនដឹងស្អីម៉ែឯងឃ្លានតែរបស់ថ្លៃសាវម៉ៅ2គីឡូគេថារបស់ថ្លៃហ្នឹងហើយគេមិនទិញឲ្យគេមិនទិញឲ្យមកផ្ទះវិញម៉ែឃើញកូនមកពីផ្សាររត់ទទួលលិខិតលិខិតលហៈលហិតលហៈនឹកថាកូនទិញផ្ញើហ្នឹងហើយកូនអត់ទិញអត់ខ្វល់តែបើស្រាបៀគេអាចទិញផ្ញើប្តីគេបានមកកេះពីកេះ ណែដល់ពេលណែណែហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅពេលនឹងអត់តាន់អីទេញាតិញោពេលនឹងអត់តាន់អីទេពេលម៉ែនៅរស់អត់តាន់អីទេពេលដែលម៉ែស្លាប់ទៅពេលម៉ែស្លាប់ទៅកូននឹងទៅផ្សារទៀតទៅផ្សារទៀតឃើញផ្លែសាវម៉ៅ ឃើញស្រាប់តែចិត្តនឹងនឹកឃើញម៉ែក៏លួចនឹកឃើញផ្លែនឹងហើយដែលម៉ែអញចូលចិត្តដែលម៉ែអញឃ្លានហើយបានទាំងផ្ដាំឲ្យអញទិញទៀតប៉ុន្តែអាត្មាអញអត់បានទិញជូនគាត់សោះវាទៅជាមានវិបបដិសារីស្ដាយស្ដាយណាស់ស្ដាយណាស់តែលើម៉ែអញស្លាប់បាត់ហ្នឹងហើយស្ដាយអ្នកមានគុណអត់នៅរស់អញ្ចឹងអញ្ចឹងបើម៉ែឲ្យឃ្លានអីពងទាកូនក៏ដោយ សៅម៉ៅក៏ដោយធូរ៉េនក៏ដោយគាត់អាចទទួលទានបានជូនទៅជូនទៅហ្នឹងហើយមានញោមខ្លះទៀតជូនប្រាក់ម៉ែ20ម៉ឺនគំរាមកំហែងម៉ែម៉ែឯងខ្ញុំឲ្យ20ម៉ឺននេះទុកទិញផ្លែឈើហូបអត់មានយកទៅធ្វើបន់ទេណាតិចតិចតិចយកទៅវត្តអស់មានមានអញ្ចឹងទៀតណែ ហើយហើយមើលញាតិញោមនៅក្មេងសបាយបែបក្មេងមនុស្សចាស់គ្មានអីសបាយចឹងធ្វើបន់ទេមែនទេញាតិញោមមែនទេហ្នឹងហើយមនុស្សចាស់គ្មានអីសបាយចឹងធ្វើបន់ទេដូច្នេះជូនលុយជូនកាក់អី 10-20ម៉ឺនអីហ្នឹងគាត់យកទៅធ្វើអីធ្វើទៅអត់ចាំបាច់តាមដានគម្រាមកំហែងអីម៉ែឯងណែខ្ញុំជូន 10-20ម៉ឺនហ្នឹងតិចយកទៅវត្តអស់តិចយកទៅប្រគេនលោកអស់ តែលើថាលោកវត្តខ្ចាស់ច្រើនយកទៅវត្តខ្ចាស់អស់អត់ត្រូវគម្រាមកំហែងអីចឹងទេម៉ែឪធ្វើអីក៏ធ្វើទៅហើយបើគាត់ធ្វើបន់យើងអយើងសប្បាយចិត្តពីព្រោះគាត់អត់មានអីទីពឹងក្រៅពីសេចក្តីល្អនឹងទេ
chẳng sống ở nhiệt nhóm Phật Bò Sát nâng miền ca kết cả lại nâng chẳng đại tì pi nâng cứ đại nệ miền côn mà nâu rùa nâng ở hay đó đại tì bấy đại nệ chế đăng phổ bật khẩu ta lơ mơ nhiệt nhóm bật tê khám ai dưới khoa ấy bận đất cầu cốt bận đất đăng ấy thế bận đất khla bẩm phlan chiết bẩm phlan sát sanà bận đất miền tăng cổ hoa miền tăng lông đẹp bùa chẳng ắt miền bẩn đâu mà nẹt sẽ ca sẽ lan chiết sát sanà ấy sao hay dân sđai thế sđai bận đất không trăng prai sắc xa riên sâu che đăng cổ cốt hay bài kì miền ca bẩm bật khóc nâng miền ca và bật công cho con tư thư áo chi hệ tập phôn mình là đó của Phật Sá-sá-na đó sẵn công chiết bác dương tư nâng chia rừng để cua ở sọc sá-đai nà chân bàn nâng ở dương sá-đai nè chè nè đăng mà chùm nuôn bay chê và bật khóc mình bán tiền thư cùng ru áo nè mà hai chuôn ấy bàn khơi nháy thêm tiền của đôi cùng ru ạc đang kê đặt anh tiền ấy vì chỉ cầm hoa mùi đặt ngon nát hay dương cỏ sđai luôn nè che đằng nâng vào bật khâu thấy sđai mùi tiền nâng sđai nè miên cầm hoa bay chỉ chập tổ nè vì miên nè sừng cầm dương miên luôn nè khla nâng mình tặng bàn khâu cầm chô ngay đôi lô cạn đây lục đã bận ba treo kí sđo từng mặt phải chặt luôn nè lục miên tàu khâu ấy hay mạch coi dương tàu sđo từng mặt phải chặt luôn thật ấy nên là sđai nè mình khóc mai chỉ chọc tù từ bàn kỳ chọc và can giang đi giang nô hay mau sở rộp tu tăng nô cô và nâng mình lọ chân sđai tận buôn đi mà mình than nực mà xâm đai rương nâng ấy tới bần tay mau tới dì tới cô chú rô tới dì rương sđai buôn giang nâng tới ở Phật Bò Sát bàn sạch cái này tôi mạnh mòn hết nè nè làm ở nè xa xẩm tì tiền nè tần tì tì chọc á nè mình nè nè mình du tê nhận dụng thma trong cầu đi nực hơi như đường nực nồng bị chia đỏ mùi tại nơi nông cà nốt prisma samput và ông quân nơi vọt chặt tập quân nơi chặt tập quân tới miền cà bà rộp châm pô bị khổ đại lục miền cà lục luôn miền cà lục luôn miền cà sơ bài thuộc vào màn tới thư áo Prisma Samput và ông trung xâm đại rương và rộp và chia đỏ nâng cứ bà ông xâm đại bì khuôn bà ông ca đà bà ông nâu chìa nâu chìa sạch sạch chạy chìa chọ cơn là sạch chạy chìa chọ nâng bà ông xoát xoay như rốt à hà đó xoát xoay như rốt à hà đã không phải nâng tớ sạp tớ khơi đầm rầy muối sạp đầm rầy nâng sạp ấy bài sạp đầm rầy sạch nhận vô mình nghe cho mình nghe cho bàn sạch chạy thì đó sạch chạy cho bố thì sạch nâng nâng à mình đang chỉ thư mạch bàn sạch chạy có chỗ tam thuyệt thông sạch đầm rầy nhận vô mình có lẽ thuyệt thông nàng ấy châu tử bầm non tha châu tàu si cương non sạt đầm rầy ở ai hay nâng sừng ngon nâu nâng hay châu tàu đo non hay miên cũng nứt mũi tia tha ở trong ở sạt xe khơi để khai kia một tờ đam cương non chẳng có bật ruộn thuê thom nâng sập bật tờ bốn nếu mình phải hôn khá, mình cho chân châu tới ở đây sẽ ngon bàn.